Chào mọi người, hôm nay xin giới thiệu cho mọi người thêm một cái thước điện tử, thước thủy điện tử của hãng DigiSmart nha, hàng này của Singapore ha. Thì cái thước này nó có mã model là DWL280. Cái thước này nó khác với cái thước thì lúc trước tôi sẽ giới thiệu mọi người ha, tại nó mắc hơn nhiều lắm nha. Rồi, này tôi cho mọi người xem ha. Thì hàng này của Singapore nha. Singapore đây. Website dcbat.com đó. Cái thước này có độ sai số là 0,05 độ nha mọi người. Độ sai số cực kỳ thấp, 0,05 độ đó. Đây độ sai số 0,05 ha. Rồi mọi người chờ xíu điện thoại. Rồi tiếp mọi người ha. Thì cái hãng dcbat này nó chuyên sản xuất những cái thước này ha, nên cái độ chính xác rất là cao, chất lượng rất là tốt. Những sản phẩm này được bảo hành là 6 tháng đó nha mọi người. Đó. Thì tôi sẽ khui cho mình xem ha. Đây là hình ở đây. Thì trên chuyện nó gồm một cái tờ giấy ha. Giấy gì chúng ta cái đo này. Đó. Dẫn cách đo. Thì cái này mọi người mua về thì cứu thêm ha. Độ sai số là 0,05 độ, rất là nhỏ. Rồi cái này tôi bỏ qua một bên. Đây là hình thước đó. Thì trên thước có hai ống thủy. Hai ống thủy này á là khi mà chúng ta xài điện tử rồi thì hai ống thủy này chúng ta cũng không có nhìn tới. Đó, đa phần chúng ta canh theo đồng hồ điện tử ở đây ha. Ở đây nó có 500 nha, nó có từ. Nó có từ, nó hít được á. Đó. Thì trong đây nó sử dụng là hai cục pin, thì đấy hàng pin thì trong này pin này là nó của hàng Maxell nha, pin của Hitachi, nó ghi là Hitachi Maxell nè, sao băng nè ha, pin của Hitachi xài rất là bền, nó có 500 đến hit. Mở ra test mình xem ha. Thì khi mà chúng ta ở rồi nó ấn nguồn lên đó thì nó báo đây. Nó báo thì cái này nó giống như cái cũng cái thước kẹp hồi nãy ha. Nó có cái mũi tên nè, giờ chúng ta đầu này thấp nè, đầu này thấp thì nó hiển thị là mũi tên xuống, đầu này cao thì hiển thị mũi tên lên, là mũi tên lên, giờ đầu này cao nè, đó, cao mũi tên lên, đầu này thấp là nó báo chúng ta biết đầu này thấp, chúng ta cân bằng lại, chúng ta cũng cân bằng về không á, chúng ta sẽ cân bằng lại về không. Đó, chỉnh lên sao cho mày không độ. Rất là sai số rất là thấp nên chút xíu là nó nhảy rồi nha. Chỉnh bằng tay rất là khó. Thông thường chúng ta mà đi lắp đặt máy hoặc cân đo máy móc mà đòi hỏi thiết bị cơ khí chính xác á thì ta sử dụng cái thước này ha. Nó rất là tiện nhưng mà dùng nha. Rồi, chúng ta cần dựng một cái ví dụ chúng ta cần dựng một cái thanh gì đó mà vuông 45 độ. Thì ta quay lên thì hiển thị là 90. Nó tính từ cái góc này lên đây nha, là 90 độ đó, tính từ cái mặt bàn này nè, như là 90. Nó dùng cái module gì điện tử trong đây rất là tốt, rất là xịn, tự nó cân bằng, nó báo được chúng ta. Còn nút mode này chế độ phần trăm nè, ấn như mà như này nó ấy cũng xài lắm. On zero này chúng ta chắc là nó quay về không quá, sau này để nghiên cứu thêm á. Thì cái thước này nó nói chung là hàng của Singapore, tôi cảm thấy rất là tốt, chắc chắn, các chi tiết nhựa đầu làm cũng rất là đẹp, nhựa đen nha, nhựa đen, nhựa đen, hai này có từ 500, có từ, thì cái thước này nó có giá là 1.800.000 nha mọi người. Giá này chưa gồm phí ship nha, hàng của Singapore. Thì giá này chúng tôi sẽ giữ giá trong khoảng 3 tháng nha, từ khi quảng cáo nha, trong vòng 3 tháng thôi. Sau 3 tháng nó có thể giá khác nha, thì nó hàng nhập khẩu thì nó có thể lên xuống thất thường lắm, thì mong mọi người thông cảm. Tôi báo giá là báo giá trong 3 tháng từ khi được đăng cái video này ha.
đó. Thì sau đó có thể tăng giảm thì tùy ha. Rồi mọi người có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại bên trên màn hình nhé. Rồi cảm ơn.